kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn cách tô màu. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nha các bạn nha. Cả tìm một tí miễn qua nhà được lấy cái giấy chủ đít nữa cho lò phủ thành ghi rồi. Được cho cái giấy chuẩn đít bắt đầu mổ. Lo te lo mổ gì đó. Anh hiểu lo mổ đấy. Ai? Anh hiểu. Quá thì phải không? Cái hộp, cái giấy này chắc có mấy nghìn bộ. Bây giờ mình sẽ tiếp tục ghi tô màu nha các bạn. Ôi đi cái nằm mở. Vậy là mình đã đi tô màu xong, các bạn thấy mình tô màu đẹp thế cho mình xin một like, đăng ký kênh và tất cả các bạn rất nhiều.
Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video ngày hôm nay mình sẽ chỉ dẫn cho các bạn những cách tô mò, những chọn loại mò sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô mò các bạn. Rồi mình nhắc tôi một xong các bạn ấy nghe cho mình xin một like và đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mò nha các bạn. Bây giờ mình đã đi tô màu xong, các bạn thấy một tô màu đẹp hay cho mình xin một like, đăng ký kênh, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.